Xin chào các bạn. Trước mặt mình là một chiếc máy bay đặc biệt đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là một chiếc máy bay xuất phát từ hàng không mẫu hạm của Mỹ đang neo đậu ngoài khơi Việt Nam. Và không chỉ có một mà có tới hai chiếc máy bay từ hàng không mẫu hạm đang tiến vào. Đây là hai chiếc C-2 Greyhound, máy bay vận tải hoạt động trên tàu sân bay. Điều thú vị là trong khi hoạt động trên vùng trời Việt Nam và cả ngoài khơi, các chiếc C-2 này đều bật bộ phát đáp công nghệ ADS-B. Do vậy, chúng đều hiện vị trí rõ ràng trên phần mềm Flightradar 24. Và từ vị trí của máy bay, chúng ta có thể dễ dàng biết được vị trí của nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 của Mỹ. Với trung tâm là hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan sẽ tới thăm Việt Nam trong dịp này. Các chiếc C-2 này đóng vai trò là ngựa thồ của tàu sân bay. Không chỉ chở hàng hóa, thư tín mà còn chở cả người đến và đi tàu sân bay, kết nối tàu sân bay với các sân bay trong đất liền. Các chiếc C-2 này cũng đã từng chở các quan chức Việt Nam tới thăm tàu sân bay Mỹ. Và đây là pha hạ cánh của chiếc C-2 đi đầu. Theo phần mềm Flightradar 24 thì chiếc này có mã console là Passport 21. Và 21 cũng chính là số hiệu của chiếc máy bay này. Chiếc C-2 được trang bị hai động cơ tuabin phản lực cánh quạt loại Allison T56. Và hình dáng đặc trưng nhất của chiếc máy bay này chính là bộ ổn định dọc, hay còn gọi là cánh đuôi đứng, gồm tới 4 tấm. Việc thiết kế đuôi đứng có 4 tấm sẽ khiến cho các tấm này đều có chiều cao thấp hơn để máy bay có thể để được trong hầm chứa máy bay của tàu sân bay. Còn đây là pha hạ cánh của chiếc C-2 thứ hai, đi ngay phía sau chiếc đi đầu. Chiếc này có mã console là Passport 35. Và các bạn sẽ nhìn thấy số hiệu 35 ở phần đầu của máy bay. Và máy bay này có cửa vào hàng dạng ram dốc ở phía sau. Và nếu chở người thì hành khách cũng phải lên xuống qua cửa vào hàng này. Trước khi tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng các tàu hộ tống tiến vào vịnh Đà Nẵng thăm chính thức Việt Nam, thì hai chiếc C-2 này, 21 và 35, hoạt động như con thoi, kết nối tàu sân bay Mỹ với sân bay quốc tế Đà Nẵng. Theo như mình đoán là để chở quan chức ngoại giao của hai bên để phối hợp tổ chức chuyến thăm có quy mô rất lớn này. Sau khi hạ cánh thì chiếc C-2 Greyhound mang số hiệu 35 đang băng qua đường băng sân bay Đà Nẵng để tiến vào bãi đỗ. Lúc này thì có lẽ chiếc 21 đã yên vị ở bãi đỗ. Chiếc C-2 Greyhound đang đi theo xe Flomica của sân bay quốc tế Đà Nẵng. Chúng ta cùng theo dõi chiếc máy bay đặc biệt này tiến vào bãi đỗ. Rất hiếm khi gặp được loại máy bay này ở Việt Nam.
thì mỗi khi tàu sân bay đến thăm Việt Nam thì mới gặp được. Đừng tựa vào cái bàn đằng sau chú Long. Chiếc xe 2 đã khuất sau hàng cây của sân bay Đà Nẵng. Và đây là pha hạ cánh của hai chiếc xe 2 mang số hiệu 21 và 35 được ghi hình từ camera góc rộng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.